Mở cửa Huy ơi. Oh, wow, đây. Chà, cái này sao tôi khiên nổi trời. À, thưa quý vị các bạn, ngày chiều hôm qua thì ngày 12 tháng 9 năm 2020 thì mình đã cùng với team chạy ra cửa hàng của Điện Máy Xanh để mua tặng cho bà một cái tủ lạnh nè, nhỏ nè, với lại một cái này là cái máy quạt hơi nước. Đó. Sáng nay trước khi ra điểm ghi hình tiếng rao 4.0 ở tại số 16 đường Nguyễn Trường Tộ thì mình cùng với team mình, ôm cũng đâu có nặng lắm đâu. Rồi, ok, mang vô. Đó, anh ôm được, anh ôm một cái được. Rồi cái kia ôm tủ lạnh đi, tôi ôm nó nhẹ tao đi trước. Đây, tạo cho bà món quà bất ngờ buổi sáng sớm luôn. Đó, một tay luôn, trình độ chưa? Rớt một cái bể luôn. Ủa, siêu xuất sắc chưa? Anh Sơn đứng cười luôn. Đó. Dạ, bà đang giấu mặt hả? Trời ơi. Chết. Đây cái xe kẹo chỉ độ của bà đây nè, đẩy. Đi. Đi vô mới sợ đi vô. Dạ được. Cái bụng con nó hơi to. Dạ đúng rồi, đang lấy dắt cái xe ra đúng không? À dạ thôi được rồi, để con đẩy cái xe vô trong. Ê ơi ơi giời. Dạ không sao. Đây. Khiên có cái máy qua cái hơi mặt hơi nước không hả? Mướt mồ hôi luôn. Tôi cũng bó tay tôi luôn. Đây con. Đây. Rồi lát nữa làm sao chạy ra được bà. Rồi đi vào đi. Đây. Rồi, đưa vô một đầu. Rồi đây, ok. Rồi chắc anh em mình kiếm cái gì vô mình mở này luôn cho bà luôn đi. Đúng không? Chứ để bà ở nhà mình bà đâu có biết làm. Mở luôn ha. Hả? Này mình mở luôn cho bà chắc chứ bà đâu có biết làm đâu. Dạ. Rồi bà. Đây là chiếc tủ lạnh. Cho dạ thì bà cắm điện vô xong bà bỏ nước vô cái nó đông đá uống vậy thôi. Chứ bà không biết tủ lạnh này thấp mà người ta cho bà mà cũ quá rồi. Không cái tủ lạnh này mà mới lắm. Không gần nữa. Dạ không sao bà thôi. Thôi kệ con, hôm nay có một ngày hôm nay thôi. Mình cố gắng ha bà. Thôi bà uống thuốc đi, bà uống thuốc để con tụi con tự lo cho nha. Chắc là chưa ăn sáng nữa đó, chưa ăn sáng uống thuốc. Bà. Bà bằng ăn cơm nguội. Mà nó mới được ăn rồi chứ sáng ra đi ăn rồi. Trời ơi. Từng ngày đi bán ấy. À. Ăn sáng bạn cái gì? Ăn cơm lúc cơm nguội. Lúc thì ăn bún. Ồ. Trời tính mời bà đi ăn sáng. Ồ chắc phải có. Phải có thêm. Ơi, phải cho lên thêm nước. Nói không. Nước ấy nặng. Rồi cho một nam thanh niên lực lượng để lên. Được không? Lấy bao lâu rồi? Từ, nặng lắm đấy, nặng lắm. Đúng rồi.
rồi xong, xong rồi, để xuống. Từ từ, từ từ coi chừng rớt đó nha. Rồi. Để xuống đây. Lấy chừng đá bao giấy. Rồi xong. Rồi cuốn này luôn. Lấy mấy rác này lát bỏ lên xe mình luôn, gọn. Rồi, xuất sắc. Lát để vô cái góc nào đây không biết. Rồi, ok. Đây nè, tủ lạnh nè bà. À, cái này nó chưa mở ra được. Rồi đây, cái này cắm điện. Nè, bà chỉ cần bỏ nước vô đây nè bà. Nha. Yeah. Bà bỏ nước, bà bỏ trái cây, bỏ đưa đó. Đây trên đây bỏ nước đá. Dạ. Rồi, còn cái này thì chắc mình để, chắc phải để cái tủ lạnh ngay đây quá. Vâng. Rồi cũng để đây nha, có gì đâu bà. Rồi. Gọn bần luôn. Đây cái dây điện này nha, đó, lát cái bà cắm vô đây ha. Rồi, khi nào có đồ bà bỏ vô nha, cái dây trắng trắng đó nha bà. Đây cái dây trắng trắng nha bà. Đấy. Cắm điện. Dạ, cắm điện, dây cắm điện nha. Rồi bà cắm vô đây ha. Đó. Để cho ổn định tí xíu đi. Rồi để. Hả? Để cho nó ổn định tí xíu mới cắm điện được. Rồi, thôi cái này bà sẽ cắm sau. Thôi cái kéo luôn, lấy cái này ra cho bà luôn đi. Ủa trời. Cái gì tụi air cooler. Rồi mấy cái đồ này mình đâu có. Mình cũng không rành luôn á. Wow. Rồi cái này là bà quạt mát luôn nha. Wow. Rồi xong. Ok. Phải tháo ra cho bà chứ không lát bà không biết làm. Mình cũng không biết làm luôn. Trước mà bà cho cô cái dụng này. Nhưng mà xài được 4 tháng đó luôn bạn. Không, cái này cái gì? Cái gì? À lắp cái chân ha. À đúng rồi. Trời chết ra có remote nữa sao mà biết sai trời. À cha cha. Đó, giờ để qua đây nè lát nó quạt là mát lắm nha bà. Đây, xích cái quạt này này kỹ. Nhấm nhấm nhấm. Chết rồi cái bánh này nguyên bên sàn. Chỉ về mở nè. Vào nhấn cái nút này. Đây cái nút ở ngoài bìa và bấm cái nó lên. Dạ. Không sao thì chắc sẽ mấy người hàng xóm giềng họ nhờ họ hỏi giùm bà thử thôi. Đây nha. Em cứ hỏi cô được không cô? Dạ, được rồi. Đây cái này cái quạt cũ của cô nè. Của bà này. Ủa đâu quạt cũ là cái này. Đâu cái này bỏ. Tại cứ cắm đây. Dạ, cái đó là cái quạt quạt cũ. Cái này là để nấu được cơm. À, quạt, cái quạt đó. Đấy. Cái máy này là để điều chỉnh lên đây nè. Bấm cái nút này là nó lên nè bà. Đó. Lát nó mở cái này lên nó phà ra mát lắm.
mở cái này ra. Đấy. Đó. Đấy là mát rượi luôn đó. Đó, tối. Rồi, sợ được rồi nha. Đây bà ha. Đó. Bà ngồi đây, bà nằm đây ngủ là coi như nó quạt mát rượi luôn. Dạ, đây bấm bà, nếu mà bà muốn tắt máy, bà bấm cái nút tím. Dạ. Bà còn thấy nó màu không? Đúng rồi. Rồi, dạ bà bấm. Ủa sao nó không tắt được ta? Chưa có pin hả? Không lại bấm được. Không người tắt này. Con chưa biết cái này sao. Phải tháo ra hả? À. Phải tháo này ra, phải tháo ra. Đúng. À đây có pin. Ơi rốt thật. Đây bỏ pin vô cho bà nhé. Đây là cái cục pin. Dạ pin nó nhỏ xíu vậy đó. Bấm cái này hả? Dạ. Pin này mình bấm vô đây. Dạ, dạ, dạ. Rồi bà muốn mà nó màu mạnh hay yếu là bà bấm vô đây. Dạ. Đó, nó có mấy chế độ đó. Pin hướng nào vô ta? Kẹp vô cái... À. Đây đúng không? Độc đáo gì trời. Kẹp sao? Vậy hả? Mẹ nhỏ lớn thì chưa bao giờ xài này luôn á. Rồi. Cái này là cái gì đấy? Dạ, phụ pin. Không, là cái này nè. Dạ, cái này là cái quạt hơi nước. À. Cho nên là nó sẽ mát hơn cái quạt bình thường đó, nó có hơi nước nè. Mua tốn tiền rồi. Dạ thôi, kệ bà, dạ bà hưởng cho nó sướng vậy, có gì đâu. Rồi bà thấy tắt chưa? Rồi bà bấm thử cái nút tím này nó lên lại nè. Cái nút tím đấy. Đó. Thế này nó lên đấy hả? Cái này bỏ vào tủ lạnh cho đông đá. Vâng. Đông đá thành đá xong rồi mới bỏ vào trong hộp nước á để cho nó ra hơi mát. Chết chà, cái này chắc phải có người hướng. Bây giờ cái này phải bỏ tủ lạnh cho thành đá rồi. Thôi để lên đây đi. Để chắc nhờ bé kia đó, nhờ bé. Thôi để đây đi, cho nhờ bé gì nó vô nó giúp bà. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình bấm ở cái này. Rồi thì nó tắt. Thì tắt. Vâng. Cái này tắt. Vâng. Nhưng mà cái này cũng bấm lên. Cơ cũng bật, dạ. Rồi, tắt. Đấy, tắt. Khi nào bà muốn xài thì bà bấm, bà bật. Rồi. Bấm này. Dạ. Rồi. Đó, vậy thôi, đơn giản. Bà muốn mạnh yếu thì bà bấm bên nút đen này. Đúng không? Như tivi này. Dạ, giống tivi. Cái này khác cái này. Dạ. Đẹp đẽ rồi, thích quá là thích. Thôi còn có bao nhiêu năm đâu. Không biết cái gì, không biết nói gì dạ. Hết tất cả. Chỉ biết là cảm ơn tất cả các anh em thôi, còn chả biết thế nào chậm nói. Dạ. Thôi bây giờ vậy, bây giờ chắc là mình chuẩn bị mình đi ha bà ha. Dạ. Nha, mình chuẩn bị đi ra chơi chỗ bán ha. Dạ. Chắc cũng còn sớm 7:30 ha. Giờ con tranh thủ ăn sáng một tí nha. Rồi xong rồi. Dạ, quá chưa ăn sáng hả? Dạ chưa. Tính vô mời bà đi ăn sáng. Ừ, ăn rồi. Rồi mời bà đi review cơm tấm. Thôi chắc mình em ra ăn sáng uống ly cà phê rồi xong cái mình tầm khoảng chừng 8 giờ mấy là mình đi ra đó là vừa rồi hả? Đúng không? 8:30 được không? 8:30 được không? 9:30 bắt đầu, 8:30 được. Chờ cả xe nha thế chứ. Dạ. Chờ cả xe. Con không, con sẽ chạy xe. Chạy xe kẹo hả? Sẽ chạy sẽ được không? Xe bà còn chạy được không? Sao được. Được không? Được. Buổi sáng bà vẫn chạy hả? Bà chạy hay bà đẩy bộ? Chạy về. Bà vẫn chạy đi được. Ôi giời. Nhưng mà chạy cố cho nó khỏi, không chạy là chết. Dạ. Đây con chạy. Báo bà một tin vui nè nha, mới sáng sớm nè, bước ra khỏi cổng khách sạn nè, đó. Đã có một mạnh thường quân. Dạ. Là ở cái khách sạn Malibu Hotel chỗ con ở là họ gửi cho bà 5 triệu đó. Dạ. Rồi nhưng mà lát nữa con gom cùng lại hết rồi con bắt đầu con sẽ. Đây, 5 triệu đàng hoàng. Ôi, đó. Vâng. Đây của thay mặt cho những người làm chương trình Tiếng Rao 4.0 thì Coleman xin gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân đầu tiên là Malibu Hotel, Vũng Tàu. Cảm ơn ban lãnh đạo của Malibu đã
luôn luôn ủng hộ cho đoàn làm phim của Color Man là một. Cái thứ hai nữa là ủng hộ cho hoàn cảnh của bà, của cụ Bình bán kẹo chỉ nha. Rồi à, đến đây thì mình xin khép lại video này tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở ngoài tại điểm bán tiếng rào 4.0 sáng nay ở đường Nguyễn Trường Tộ, 16 Nguyễn Trường Tộ, phường 2, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Mọi người hãy xem là hôm nay mình sẽ giúp cho cụ Bình bán 100 cây kẹo như thế nào. Đó, hôm nay cụ chuẩn bị chắc cũng đủ 100 cây kẹo của nó chứ. Bán gì đâu mua chứ. Dạ? Đâu mua chứ. Không, con bán luôn 200 cây, bây giờ cụ làm có 100 cây đúng không? Vâng. Con bán 200 cây luôn. Đó, con sẽ hóa phép. Có kẹo gì? Dạ. Lúc nào phải kéo trước đi con. Dạ, không thì mình kéo tới đâu mình kéo tới đó thôi, con sẽ huy động lực lượng coi như là. Nhưng mà kéo dạ. Bỏ phí. Mấy bạn này, mấy đứa này hồi xưa nó tập kéo co dữ lắm. Dạ. Kéo co qua kéo kẹo. Không kéo chỉ dễ thôi. Dạ, kéo chỉ dễ. Dạ rồi, thân chào tạm biệt quý khán giả nha. Đó, một lần nữa xin cảm ơn Malibu. Rồi, chút xíu nữa con gửi cho bà sau nha. Dạ, con sẽ gom một lần để. Nhiều quá, chả biết nói à, nhưng mà con hỏi bà vậy nè, bây giờ lát nữa con sợ tiền không biết sao đó. Sợ nhiều tiền để trong nhà này nó ăn trộm nó vô chết luôn. Không khóa cửa để trong cho ai để đến thì mình nghèo khổ. Trời ơi, không nguy hiểm đó nha. Thôi để lát tính nha bà. Ừ. Rồi, ok. Hay là có cái xe cho bà ra trước, lát mình chạy xe này ra sau. Ừ.